Dạ vâng, em xin chào các bác nhá. Đấy thì có mấy anh điện đến mà hỏi lên cho một con giải mã của Đờ Lông này. Đời cao cao một tí. Vâng, em vào thật các bác là chọn mãi được con đấy. Đây, ngồi chọn mãi được con đấy. Rồi hàng thừa đấy, đây. Em lên cho các bác luôn, vâng. Con này chất lắm, con này giải mã thích lắm các bạn. Con này nhà em bán không bao nhiêu con rồi nha. Đấy. Giải mã cực hay luôn. Đây em cho các bác xem. Đây. Về hình thức các bác nhìn qua tí đi. Đấy. Mua hàng là phải nhìn qua hình thức tí đã. Đấy. Thì cảm thấy ưng mắt không đã đúng không ạ? Đấy. Ok này. Đây. Các bác nhìn qua hình thức tí đi ạ. Đấy, đây là phía sau nhá. Phía sau các bác nhá. Công suất của máy, vâng, 75W. Công suất là 75. Điện là 100V. Ok chưa? Điện là 100V. Cầu loa ở đây thì em đang, tức là em lấy giải mã nhưng mà em làm giải mã trực tiếp trên máy, trực tiếp trên công suất thì em lấy cầu loa ra. Đấy. Còn bác nào mà muốn làm giải mã mà lại kiểu lấy đường ao thì đây, một cổng ao, hai cổng ao, đấy, thoải mái cắm chưa? Có thể cắm xuống đi hát karaoke, có thể cắm xuống đi to để nghe nhạc. Đấy. Thì bởi vì những con âm đi như vậy thì các bác không có thể kết nối được từ TV xuống. Đấy. Mà muốn kết nối thì lại mua qua cổng DA, cục DAC, mà DAC thực sự các bác là nó không hay. Em nói thẳng luôn, cũng không hay. Đấy. Dùng cục này thì hay hơn này, mà tiện hơn này. Sau này vì các bác mà có làm công suất cũng hay này. Đấy. Mua một được hai luôn. Con này thì FM các thứ là có sẵn rồi này, FM đường video video là có đây, nhưng mà tuy nhiên thì cái video này thì về các bác nghiên cứu nhá. Em chịu, em không biết mấy đường video ở đâu, là về các bác nghiên cứu cho em. Quang thì con này là có hai cổng các bác nhá, nhớ cho em là cắm cổng pin nhá, đừng cắm cổng ao, ao là đầu ra đấy. Đấy, điện thoại em cắm đây rồi thì tí em thử luôn điện thoại. Con này nó dùng theo kiểu hệ tản nhiệt trong này, tức là khi mà nó nóng thì quạt tản nhiệt nó sẽ đẩy hơi ra ngoài đây. Đấy, cái bộ của nó chạy từ đây tới đây, sò đặt bên cạnh luôn. Đấy, con này chơi sò đặt bên cạnh luôn và tần nhiệt nó đặt đưa hơi nóng ra ngoài luôn. Đấy. Nhiều con là kiểu nó hút, tức là hút đẩy ra ngoài, hút hơi nóng đẩy ra ngoài. Con này là nó thổi hơi nóng ra ngoài, thổi thì nó khỏe hơn hút các bạn. Đấy. Nó thổi từ đằng trong mà nó đổi hết ra hơi nóng ra ngoài. Đấy. Con này thì lặng lắm, con này bê thật sự các bác là kinh khủng khiếp luôn. Lặng dã man, bởi vì là bên trong nó xử lý, nó sử dụng những cái con mạch và thứ nó rất là to và biến thế khủng. Vỏ viếc này rất là dày nhá, cái lớp sơn tính điện, sơn tĩnh điện của nó này cũng cực kỳ là cao thủ luôn. Em chưa thấy con nào mà nó sơn tĩnh điện lại dày như con này, cũng là hàng của Nhật khác, dùng khác bọt. Đấy, ở đây thì em kết nối mọi thứ xong ok rồi này. Mặt của con này nó là dòng nhôm phay các bác nhá. Đấy, dòng nhôm phay rất là đẹp luôn, nó không phun sơn tĩnh điện. Mặt ví dụ như con khác ấy, thì mặt nó là phun sơn tĩnh điện. Đấy, nhưng con này nó là mặt mộc, mặt nhôm nhìn rất là sang. Các phím đây thì mạ chrome này, mạ chrome. Màn hình hiển thị đây là chữ trắng nhá. Đấy, màn hình gương. Đấy. Màn hình của nó đây thì các bác nhìn qua này, nhìn qua một tí này. Đấy, đây là. Em quay thì mà nó rõ luôn, lúc về các bác lại thắc mắc là thế này thế nọ. Đây em sẽ dừng máy, em quay ra gần cho các bác thấy. Đây các bác thấy không ạ? Đấy, đây các bác thấy không ạ? Nó có chấm chấm này thì em không hiểu là nó như nào, nhưng mà nói chung thì chữ thì vẫn nhìn ok, nhìn xa vẫn ok. Đấy, còn chỉnh bát tép thì các bác nhấn vào đây cho em này. Đấy, xong xoay cái này, thích nhiều bát. Đấy, tép thì nhấn đây xoay ok chưa? Nó từ âm 10 cho tới dương 10 đây này, bát cũng vậy mà tép cũng vậy nhá. Đấy, thì đấy là chỉnh bát tép, vâng. Ok các bác nhá, sau đây em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức một loại chất âm này. Con này nó là dòng volume vô cực, xoáy rất là thích các bác nhá. Chân nghe là lạ, còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn trăng nữa mòn gót chân tìm
đường quang các bác nhá. Còn ví dụ mà bác nào mà thích nghe điện thoại thì đây, cắm đây cho em này. Thích nghe điện thoại thì chọn cho em bản nhạc, cắm vào xem chọn bản nhạc. Em sẽ chọn bản nhạc là sao nào, nó có remix một tí. Hồ trên núi à, hoa núi. Ok các bác này, sau khi cắm đặt xong thì quá chuyển cổng cho em này. Đây, chuyển cho em này. Cắm cổng nào chuyển cổng đấy nhá. Nhiều bát quá thì các bác có thể giảm bớt bát đi nhá. Nhiều bát thì quá có thể giảm bớt bát đi. Hôm qua em đi tìm về, đợi em ở mãi con đê đâu là. Hân nhung quân lính rộn ràng, áo cài quê bác em là khổ tôi. Nào đâu cây yên nụ rồi, cái xây lưng quá tuyệt vời quá nha. Đấy, vừa làm giải mã lại vừa làm công suất đẳng cấp luôn đấy, tiếng nó đưa ra, tức là cái tiếng mà nó đưa ra một con loa của nó là nghe quá tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, giá của con này nhá, vâng, bình thường của nó sẽ là 2,1 triệu đấy, nhưng tuy nhiên thì thôi, cái màn hình này thì em vừa quay cho bác xem rồi đấy, thì nó bị một tí về hình thức tí thôi, còn nói chung thì giải mã thì mình cũng không quan trọng lắm đúng không ạ, không quan trọng vào cái đấy lắm đấy, nhưng mà thôi em vẫn gọi là có giá gọi là tốt nhất cho các bác đấy. Giá là thôi, đây để cho các bác là 1.830.000 nhá. Còn bình thường của nó sẽ là 2,1 triệu cơ nhá. Đấy, con này, những con này thì đời nó cao mà, đời cao mà đấy. Xử lý chất âm tốt, đấy, hình thức lại còn đẹp như thế này. Đấy. Còn những con về nó còn đỉnh hơn, nó còn 2,2 triệu là bình thường các bác. Đấy mà thôi, con này thì em xông xênh, vâng, bớt cho các bác tí nhá. Còn 1.830.000. Vâng. Đấy. Em xin phép kết thúc video từ đây. À đây con này quên không nói. CD của con này nhá, thì em không bao chạy nhá. Em có test đây thì hiện tại mắt nó hơi kém rồi, thì bắt đầu cần về kiểm tra thay mắt mới. Đấy, CD mới đây thì em không bao chạy, không bao test luôn. Ok chưa? Vâng. Em kết thúc video tại đây nhá. Xin chào các bác.